Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Chúng tôi nhận ra đức ông bởi vì như người ta nói, ông giống bức chân dung của mình. Bức chân dung nào? Chân dung của đức ông ở trong phòng ngủ của đức ông. Esperan khua các ngón tay một cách căng thẳng vào tai, dấu hiệu báo trước của những cơn giận. Ông có chắc chắn, ông nói rằng ông không chế nhạo chứ? Gương mặt của người gác cổng chuyển từ mỉm cười sang khiếp sợ. Tôi chế nhạo sao? Tại sao vậy? Bởi vì tôi cho rằng mình nhận ra đức ông sao? Nhưng đứa ông sẽ thấy cả nhà xem có phải họ đều nhận ra như tôi không? Khi nói những lời này, ông lắc một cái chuông làm cho mọi điểm trong cung điện đều cháy ùa tới hành lang như một đám mây đầy tớ được chọn kỹ và mặc sắc phục rất đẹp. Người gác cổng chỉ Esperan cho họ. Đức ông, họ kêu lên cùng một giọng rồi chào và gỡ mũ. Nào, cười ông nói, không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi người chỉ cho tôi xem bức chân dung đi. Esperan nói, sau khi lên 20 bậc thang gọt đẽo trong cẩm thạch và phủ bằng một tấm thảm ba tư, chàng thấy mình ở trong phòng ngủ danh dự đáng ngưỡng mộ, nơi bức chân dung của chàng rất giống, không chê trách được, sống động, xuất hiện ở phía trên lò sưởi trong cái khung có tán lá mạ vàng. Tôi hiểu rồi, chàng nói, mọi người đều biết tôi, và tôi cũng vậy. Rayon nói thêm ngây ngất trước kiệt tác, nhưng điều mà tôi không đoán được, Esperan nói, là người ta đã vẽ tôi mà tôi không biết. Ở đâu, khi nào, làm thế nào mà họa sĩ nắm bắt được tôi? Rayon đến gần để xem chữ ký. François Forbus, ông đọc Venice, năm 1594. À, Esperan kêu lên, đây là tôi. Một ngày nọ, tựa lưng vào một trong những cây cột của chánh điện nhà thờ, ngồi lười nhác trên một băng ghế, tôi ở đó nhiều giờ tại sa mạc để mơ mộng và cầu nguyện. Một họa sĩ dây quanh là đám khán giả tôn kính. Vẽ trước mặt tôi tưởng ông ấy vẽ nhà rửa tội, và tôi nghe nhiều người Phoenix phát ngôn cái tên Forbes nổi tiếng. Ông ta vẽ chân dung của cậu, Crayon nói, nhưng trong khi những người hầu kín đáo rút lui về phía cửa, đừng quên điều mà lá thư nói. Là gì vậy? Chúng ta đang ở trong phòng của cậu, các loại giấy tờ về quyền sở hữu trong một cái hộp trên lò sưởi với các chìa khóa của cậu. Esperan đến gần và mỉm cười. Chiếc chìa khóa nhỏ trong thư để mở hộp. Ở đó, Rayon và bạn ông lấy ra một xấp giấy da xếp ngay ngắn, thiết lập quyền sở hữu thật sự khu đất và tòa nhà. Dưới những tờ giấy da là bộ chìa khóa đều mang nhãn hiệu. Chữ tủ tiền đập vào mắt Esperan đầu tiên. Tủ đó hẳn là chiếc bằng gỗ hồng viền sắt, Rayon nói. Đúng vậy, Esperan trả lời và đến áp chìa khóa vào đấy. Chàng thấy một căn phòng lớn ốp vách gỗ và có những cây cột nhỏ bằng gỗ bá hương. Đồ đạc là những chiếc ghế bành bằng gỗ tần bì, chạm trổ khá kỳ lạ như thần kỳ. Một chiếc đèn treo bằng pha lê Murano, có hoa bằng thủy tinh màu hồng, thiên thanh, vàng và trắng, nơi những ngọn sáp cháy cùng màu như thế. Những tấm thảm vô giá, những bức tranh của Bellini, của Giorgio và lão Palma, những chiếc bàn gỗ mun cẩn ngà voi, một chiếc tủ bát dĩa bày nhiều bình nước có quai và những chiếc mâm bằng vàng chạm. Tất cả cảnh tượng thần tiên sang rực ấy làm cho Esperan vui thích và rực sáng niềm vui và thán phục. Nhưng khi chàng muốn chia sẻ những tình cảm này với Crayon, chàng thấy tái mặt và run rẩy, buông mình xuống một chiếc ghế bành, mặt giãn ra nhìn chăm chăm, trán đẫm mồ hôi, như thể ông chờ thấy bức tường mở ra trước mặt ông để nhường lối cho một cái bóng. Ông sao vậy, hiệp sĩ? Chàng kêu lên, có phải là nàng Jane đang tắm đáng ngưỡng mộ này ký tên Sorson? Có phải là bức tranh Đức Mẹ của Jean Bellini hay bức Suzanne của Palma đã đè bẹp ông? Crayon thở không ra hơi và không trả lời. Ông đã thấy, ông từng nói một căn phòng đẹp, nó có bằng phòng này không? Crayon đứng dậy, đưa mắt dạo qua tất cả những gì ông thấy. Một hơi thở dài giống như tiếng khóc nấc thoát ra khỏi lòng ngực ông và xé nát nó. Trong căn phòng mà tôi đã thấy, ông thì thầm, là một kho báu không có ở đây và không thể tìm lại trên trái đất này. Chúng ta ra khỏi nơi đây. Khi nói những lời này bằng giọng ngắt quãng, ông sải bước về phía cửa, thình lình quay lại khi con tim rung cảm. Ông ôm Esperan vào tay và siết chặt chàng thật âu yếm đắm đuối.
Từ giả, ông nói, đã quá giờ rồi. Chắc nhà vua đã trở về, ngài đang đợi tôi. Từ giả, ông có trở lại không? Tôi hy vọng vậy. Ồ, có, tôi sẽ trở lại. Rion lắp bắp và bỏ trốn, bối rối khôn tả, vì ông không thể không run rẩy và run bắn như một đứa trẻ tìm lại được trong những đồ đạc sống động của căn phòng này, những hoài niệm thơ mộng ở Venice. Esperan còn lại một mình, duỗi dài trên những chiếc gối, giấu trán vào đôi tay và tự hỏi liệu tất cả những điều đó có phải là giấc mơ không. Ngọn lửa tí tách trong lò sưởi, những ngọn nến cháy dần trong chân nến và vài giờ tuyệt diệu, giờ của những hồi ức và quên lãng cùng một lúc đã rơi xuống từng giọt trên con tim bị thương của chàng. Chàng điểm lại cuộc đời một cách đau đớn và chỉ thấy chán chường và bóng tối, thì một giọng vui tươi thấm thía kèm theo một tiếng động đinh thúc ngựa vang vọng trong hành lang. Giọng nói này gọi Esperan, nó ngân vang như một tiếng kèn khiến bao u buồn và chán chường lạc lối. À, Esperan kêu lên, đó là Ponti. Và chàng lao ra khỏi gian phòng để ôm hôn anh bạn, vừa thấy chàng đã ném tung nó lên 20 bộ trên không. Khi Esperan vừa ra ngoài ánh sáng ban ngày, trong vòng tay trẻ trung và nồng nhiệt của người bạn hiếu động, thì chàng ngỡ mình vừa tái sinh, cặp mắt nhấp nháy của anh vệ binh vừa thắp lại tro tàn của trái tim chàng. Quý thần, cậu đã thành ông hoàng rồi, Ponti nói, chúng ta ôm nhau nữa đi. Cậu từ đâu đến? Từ khắp nơi. Từ khắp nơi là thế nào? Phải, mình đã thấy các căn phòng, các hành lang, chuồng ngựa, các khu giường, hầm rượu. Sao? Cậu đã? Ông Le Crayon đã cử mình đến ngay sau buổi lễ. Mình đến đây. Người ta trả lời rằng cậu đang trầm tư mặc tưởng. Mình đi dạo để chờ cậu. Mình thấy. Ôi bạn ơi, điện lưu thật nhỏ nhoi khi ở bên cạnh lâu đài của cậu. Gần lâu đài của chúng ta, vì cậu cũng sẽ có phần. Thật à, cậu đã là một người bạn tốt đối với mình. Mình sẽ là một người bạn tốt hơn. Mình sẽ có ngựa chứ, chắc chắn rồi. Một trong những căn phòng này, cậu chọn đi. Dài đồng EQ chứ, cử hốt. Ponti nhảy lên, ôm cổ Esperan. Cậu là một lãnh chúa thật sự, anh nói. Và chúa đã ban ơn đúng chỗ. Người ta sẽ ăn ở đây, có phải không? Chúng ta hãy ngồi vào bàn nếu cậu muốn. Đức ông đã được dọn ăn xong, người quản lý dinh thự nói với Esperan, chúng ta đi nào, Ponti, ngay lập tức, và cậu sẽ kể cho mình nghe chuyến du lịch đẹp đẽ nơi cậu đã làm giàu. Đó là thừa kế, phải không? Phải, do thừa kế. Mình đã ngờ là vậy, quý thần, tiểu thư Andrei xinh đẹp sẽ căng môi vì mất một đám tốt như vậy. À này, cô ta sao rồi? Cô ta bám dai để bắt một con mồi đẹp đẽ, công cốc có phải không? Ê, con mồi to, có cánh mạnh. Nếu cậu thấy cặp mắt cô ta nhìn đức vua trong lễ rửa tội, thật là tai tiếng. Cậu đã dự lễ rửa tội à? Mình canh gác ở bồn nước rửa tội, đứa bé to như một con cừu. À này, cậu sẽ có kẹo hạnh nhân đó. Cậu có điên không? Lẽ nào thiếu phụ vừa sinh con không phải là bạn của chúng ta sao? Có phải nữ hầu tước de Monceau có thể làm chúng ta quên nàng Gabrielle ở dòng tu Genoveva đáng yêu sao? Cậu im đi, cứ ra vẻ chê bai chừng nào cậu muốn. Nhưng mình thì thích có kẹo hạnh nhân, và mình sẽ có, dù mình có phải liên hệ với ông de Liancourt. Ông đã có phần của mình, dù ông ta hộp phần là cha của đứa bé. Esperan phá lên cười, Ponti vừa cười vừa ngấu nghiến bữa ăn tối tuyệt vời. Hãy làm cho mình vui, Esperan nói, vì con tim mình đang bệnh hoạn. Nào, với tất cả kho báu nè, với thứ rượu nè, mình không uống. Và nhiều kho báu thế không dùng để làm gì với một người cô độc. Chúng ta sẽ có hai người, và nếu cậu muốn có ba người, cậu chỉ cần nói, bạn thân, hôm nay mình đã thấy cả triều đình, có những phụ nữ rất bảnh. Những phụ nữ, cậu thấy không, khiến cậu mơ khi đang thức giấc. Tất cả những phụ nữ đó, cậu có thể cưới họ nếu cậu muốn. Tất cả sao, cậu sẽ chọn tùy theo như cậu. Ồ, vui lắm, những bữa tiệc liên tục, những cuộc đi dạo thú vị, bạn thân. Bạn có những con ngựa đáng ngạc nhiên. Thật à, phụ nữ sùng bái ngựa, hãy chỉ cho các bà thấy những con ngựa của cậu. Với một gương mặt như mặt cậu, mình không muốn để nó thở tự do với một cô nàng. Mình muốn thấy cả tiểu đoàn ngày nay cắt cổ nhau trước cửa. Thỉnh thoảng, cậu lại mời đàn ông đến thưởng thức rượu ngon. Người ta sẽ thắp sáng ngôi nhà, sẽ có vũ hội, lễ hội hóa trang. À, chúa ơi, nếu mình ở vào vị trí của cậu, Esperan, ngôi nhà của mình sẽ có tính giải trí.
Đến nỗi ngày mai nàng Gabriel sẽ rời nhà vua vì cậu. Esmeralda đứng dậy tái mặt, khốn khổ, chàng nói với giọng u ám: cậu im đi, cậu sai rồi. Pomty thảng thốt buông rơi bàn tay và cái ly. Phải, Esmeralda nói, cậu đã uống nhiều quá Pomty, đó là lỗi của cậu. Khi đầu óc không tỉnh táo, người ta sẽ nói nhăng nói cụi, không thích hợp khi một vệ binh của nhà vua mà nói năng thiếu tôn kính về chủ nhân và những người thân yêu của ngài. Ở đây mình có những người hầu có thể nghe cậu nói. Đúng vậy, Pomty lắp bắp ngây thơ, nhưng mình đảm bảo với cậu rằng mình không sai. Đừng dựa vào vẻ bề ngoài. Bằng chứng là mình rất bình tĩnh, nghĩa là mình sẽ uống hết chai này. Không, mình xin cậu đấy. Sáng nay ông Kryon còn nói với mình phải canh chừng cậu, ngăn cậu uống rượu. Ê quỷ thần ơi, cậu nghe này, mình cần cậu hãy biết điều một chút. Cậu biết rằng chúng ta có một bí mật cần giữ. Cậu biết rằng bí mật sẽ bị trả giá bằng tính mạng và đã gây nên cái chết của một người. À, Pomty nói với Esperan, cậu muốn nói tới Larame, hắn đã chết bất hạnh quá. Cuối cùng đó là một linh hồn mà chúng ta giao cho Chúa. Hắn đâu có linh hồn, hãy nghiêm túc. Vẫn còn bức thư này, cậu biết đấy, thư của Henriette. Và đó là vũ khí duy nhất mà mình đã giữ để chống lại kẻ tử thù này. Đã 10 tháng nay, mình rất bối rối về bức thư này. Mình không muốn giao cho cậu chừng nào cậu còn tham gia chiến dịch. Cậu có thể bị giết, người ta có thể tìm được thư trên xác cậu. Nhưng hôm nay đến phiên cậu cầm lại thư, vì sớm muộn gì Henriette cũng biết mình đã trở về. Mối lo đầu tiên của cô ta là trộm lại lá thư của cô ta. Đưa đây, Pomty nói, mình là người không dễ bị trộm. Cậu thấy đấy, mình đã cất thư trong chiếc hộp nhỏ, dẹt như quyển kinh, thật thuận tiện để mang theo, để giấu. Và bức thư ở đó vẫn mới nguyên như thể nó mới được viết hôm qua. Món nữ trang xinh xắn sẽ trang hoàng bằng những nhát kiếm mà tiểu thư đang thai sẵn sàng cho đâm vào chúng ta. Mình sẽ đợi chúng và cái hộp sẽ an toàn trên ngực mình. Mình thề với cậu đấy. Giờ đây để kết thúc chuyện chứng minh với cậu rằng mình sẽ canh gác vào tối nay trong khi cậu ngồi ấm áp trước mặt bếp than hồng vui tươi này. Hãy đưa mình về trạm canh sẵn sàng. Ôi, nhưng có nghi lễ đàng hoàng trong cỗ xe ngựa. Quỷ thần, mình muốn đi xe ngựa đến Liên Lu. Chúng ta hãy dùng xe ngựa lần đầu nào, ông Hoàng, và vui lòng có lúc nữa. Dùng lần đầu thì được, Esperan nói cao hứng vì sự hăng hái liên thông này. Dùng đuốc cũng được, cậu nghe không? Pomty hét lên với một người hầu. Và ngày mai, thưa đức ông, chúng ta sẽ xây dựng một chương trình lễ hội cho thiên hạ khiêu vũ ngoài trái đất trên khắp những con đường lạc đà ở Paris. Ổn cho lễ hội và khiêu vũ trên đường lát đá. Một khắc sau, thầy Pomty đi xe ngựa đến điện Louvre giữa một đám đông tụ họp rầm rộ, trực gian vẻ mới mẻ này, hoan nghênh như một hoàng đế đi qua. Esparan để bớt lạnh cống, lót lưng bằng một chiếc áo lông trần và bắt đầu lên những lối đi tươi đẹp dưới vầng trăng sáng. Lúc này một chiếc kiệu ngược đường Syriza đến lối qua xưởng công binh và bí mật dùi mình trong bóng tối cách nhà Esperan 20 bước. Trong chiếc kiệu đóng kín vì lạnh, chỉ có hai người phụ nữ, một người trùm kín trong âm thú tựa vào tay của người kia. Họ chuẩn bị nhận ra địa phương quan vắng nơi người ta đã đưa họ đến, thì một người đàn ông cao ráo mảnh dẻ có tướng đi bạo dạng chạy ùa đến nhanh chóng từ cuối đường và đến không do dự mở hé màn kiệu. Anh ta tỏ ra rất ít lễ độ và nể nang đến mức hai người phụ nữ không thể nén một tiếng kêu yếu ớt. Ông là ai? Ông muốn gì? Một trong hai giọng nói hỏi một cách nhát gừng. Tôi là thưa bà hầu tước, người đã cho bà ý kiến, rồi sau đó bà đến đây, và nếu tôi cho phép mình tiếp cận bà như thế là để kết thúc công việc của tôi. Chắc chắn điều tôi đã có vinh dự giết cho bà chưa đầy đủ và có vẻ mù mờ đối với bà. Thật vậy? Một trong hai phụ nữ mà người lạ mặt gọi là bà hầu tước đáp. Tôi đã hiểu sai, và tuy nhiên bà đã đến. Bức thư của ông bảo tôi đến đường Cerise vì một chuyện quan trọng liên quan đến nhà vua. Nhà vua lừa nữ hầu tước được bông xô, dân thưa phu nhân. Và ông quyết chứng minh điều đó. Rất dễ, vì bà đã muốn đến, bà sẽ tận mắt thấy. Trong kiệu có một tiếng thở dài, kèm theo là một cử chỉ tuyệt vọng. Ông hãy giải thích đi. Một giọng xúc động thì thào, nhưng trước tiên mục đích của ông là gì? Ồ, thưa phu nhân, tôi có thể nói với bà rằng do quyền lợi cá nhân của bà, nhưng tôi không nói dối, là do quyền lợi của tôi mà tôi hành động, và vì đồng thời tôi cũng phụng sự bà.
tôi nghĩ rằng bà sẽ đến giúp tôi. Quyền lợi của ông là ở đâu thưa ông? Có phải là có cỗ máy nào đó chống lại con người thiêng liêng của hoàng thượng? Tôi cảnh báo với ông rằng khi tôi quyết định đến đây, tôi đã gọi người giúp sức và tôi chỉ cần gọi vô ích thôi thưa phu nhân. Tôi không đến hành động chống lại tính mạng của nhà vua. Người lạ mặt cay đắng nói, tôi chỉ quan tâm một điều, tôi chỉ hướng tới một mục đích, ngăn cản một quý bà mà tôi yêu sa ngã vào cám dỗ, thay thế bà hầu tước de Monceau. Vậy nhà vua nghĩ đến điều đó sao? Bà sẽ tự mình thuyết phục về điều đó thưa phu nhân. Nhà vua đã ăn khuya ở nhà bà hầu tước sau bữa lễ, có phải vậy không? Hay đúng hơn, ngài đã giả vờ ăn khuya. Tôi nhớ ngài chẳng đụng đến món gì vào môi. Ngài dành tất cả cho một bữa ăn khuya khác, chắc vậy. Nhà vua đã muốn đi ngủ ngay sau bữa ăn, mệt mỏi, ngài nói vậy. Và khi tôi muốn vào chỗ ngài, người ta đã cấm cửa tôi. Hoàng thượng có một cuộc hẹn ở nhà ông Jamet tối nay. Ở đó người ta sẽ ăn khuya, ở đó người ta rất ngon miệng, ở đó người ta sẽ không nhớ đến nỗi mệt nhọc nữa. Ở nhà Jamet, bà hãy rời khỏi kiệu thưa phu nhân và nhìn đằng xa xuyên qua những khu vườn này, những cánh cửa sổ rực sáng của dinh thự đường Lady Gare. Hãy nghe những tiếng sáo và đàn John của buổi hòa nhạc. Nhà vua đến đó. Nhà vua vừa đến thưa phu nhân. Ngài vào mang mặt nạ với một nhà quý tộc duy nhất, nhưng tôi nhận ra ngài ngay, cũng như tôi nhận ra ở lối vào người phụ nữ mà vì cô ta ngài đến nhà Jamet. Tuy nhiên cô ta cũng mang mặt nạ. Tên của người đàn bà đó thưa ông? Đó là bí mật của tôi, xin lỗi. Người lạ mặt nói khá gay gắt. Mong sao nữ hầu tước de Monceau giữ được nhà vua. Tôi muốn lắm, nhưng tôi không muốn bãi hại người đàn bà đó. Than ôi thưa ông, nếu nữ hầu tước phòng thủ nhanh hơn, nếu bà ấy biết căm ghét và trả thù, thì người ta sẽ nể nang bà ấy hơn mọi ngày. Nhưng giờ ông từ chối cho tôi biết tên người đồng lõa với vua, thế là đủ. Trong khi chờ đợi thì nhà vua đã ở giữa buổi lễ hội của người mà ông cố giữ cho xa ngài. Kế hoạch đặc biệt mà ông đã chọn, thưa ông, có lẽ đơn giản hơn là ngăn người phụ nữ vào đó. Tôi đã đến quá trễ, nhưng vũ hội sẽ bị quấy rối, thưa phu nhân. Tôi trả lời bà về chuyện đó. Sao lại thế? Thiêu phụ lo lắng kêu lên. Sẽ không xảy ra chuyện gì với nhà vua. Tôi đóng vậy.